Ồ, bên kia là bọn ngỗng béo thì trời ơi, nó mập hay là mập luôn, con nào của Úc Na Úc Nút. Ở đây cái bọn chim trời cá nước này là được bảo vệ đó nha, chứ không phải là muốn là bắt là ăn được đâu nha. Hiện tại đang là mùa thu cho nên lá đổi sang màu vàng và màu đỏ hết trơn rồi. Mùa thu thật là lãng mạn. Are you kidding me? Chứ lâu quá thì chả là event thì là gì? Ủa, nhưng mà nãy kia đứng đẹp. Vô đây nha. Phải vào kinh không? Phải, phải. Ủa sao hai người này đứng đây sao rồi mình đi vô? Còn view field thì phải tít lên trên kia. Qua rồi còn đâu nữa mà vô. Trời má, bạc kinh 5 đô đó. Ừ, có bạc kinh. Sao mà đông vậy? Trời, đi vô nguyên cái map nè. Bự không? Trời ơi, bà nhìn đi, bự không? Bà đi, bà tư, bà sức bà đi hết không? 10 đô. Đây, mùa thu lá vàng. Vô đây thấy có một cây phích, cây vả chú quá trời trái luôn nhưng mà nó nhỏ không à. Trái này ăn cũng ngon lắm, ngọt ơi là ngọt luôn. Để coi có trái nào bự bự không. Ở ngoài tiệm này cái trái này bán mắc lắm nè, không có trái nào bự hết trời. Trời ơi, ổi dứa nè, ổi dứa ở Việt Nam là bán bao nhiêu, bán bao nhiêu đồng một ký? Bốn năm trăm ngàn vậy đó. 400-500 ngàn một ký. Ở bên Úc là người ta trồng để làm hàng rào, xong trái quá trời luôn, trái 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 y xèo, xong rụng ở dưới đất cũng quá trời luôn, rụng quá trời kìa. Trái con nó chạy bình tĩnh.